Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ khai mạc chương trình khuyến mại tập trung thành phố Hà Nội và tuần hàng Việt năm 2022. Sự kiện này chính thức phát động chương trình khuyến mại tập trung quy mô lớn, trọng tâm vào các tháng 5, 7, 11 năm 2022, với mức giảm giá khuyến mại lên tới 100% tại hơn 2.000 điểm bán hàng khuyến mại của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia. Trong tháng 5 năm 2022, chương trình khuyến mại tập trung thành phố Hà Nội sẽ được triển khai rộng khắp tới 1.000 đến 1.200 điểm bán hàng của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia hưởng ứng trên địa bàn thành phố. Tất cả các điểm bán hàng tham gia sẽ triển khai các chương trình giảm giá ưu đãi lên tới 100% và sử dụng dấu hiệu nhận biết của chương trình để tạo hiệu ứng đồng bộ, dễ nhận diện dành cho người tiêu dùng khi tham gia vào hoạt động khuyến mại xuyên suốt trên toàn địa bàn thành phố. Trong tháng 7 năm 2022, sự kiện khuyến mại Hà Nội Sale Promotion 2022 dự kiến sẽ diễn ra từ mùng 1 tháng 7 đến mùng 5 tháng 7 năm 2022 tại Tham City, 458 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, có sự tham gia của 100 đến 120 doanh nghiệp với các chương trình trải nghiệm, khuyến mại, giảm giá, kích cầu trực tiếp và gián tiếp. Trong tháng 11 năm 2022, chương trình sẽ tiếp nối với các chuỗi hoạt động khuyến mại đặc biệt, tạo ra một mùa mua sắm vào dịp cuối năm. Đặc biệt sự kiện Hà Nội đêm không ngủ, Hà Nội Midnight Sale 2022 và Hà Nội online xuống phố được gắn với ngày Black Friday nhằm góp phần vào sự phát triển thương mại điện tử, đồng thời khơi dậy tiềm năng phát triển kinh tế đêm của thành phố.